Đó. Đây là cái am cũ của cô nè. Và đây là các tượng Phật cô để tạm thời thì an vị ở đây. Có một mạnh thường quân á, ở là Việt kiều Mỹ á cô, có tên là Thái Huệ Phương đó, ủng hộ cho cô là 400 đô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Đường Thét, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và trước mắt cô bác quý anh chị là hình ảnh một cái am mục nát mà sắp sửa là sẽ bỏ đi. Và bên đây là hình ảnh xa xa đằng kia, đó là chính là chiếc am mới của sư cô Như Thiện. Đây là một cái am mà trước đây Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi và tất cả mạnh thường quân ủng hộ để xây am cho cô. Bên đây là cô bác quý anh chị thể thấy đây là một cái ngôi nhà nhỏ thôi. Ngôi nhà này đó chính là của cô Mười, là em của sư cô Như Thiện. Thì cô cũng cô Mười là em ruột nhưng mà có hoàn cảnh rất là khó khăn. Hôm nay thì mình lên đây thì thấy được cái nhà của sư cô Mười cặp với lại cái am của sư cô Như Thiện đằng kia. Thường ngày thì mình sẽ đi đường bằng cái đường kia nhưng mà hôm nay mà đi ở cái đường này cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Hôm nay đến đây quay am của sư cô Như Thiện cũng như là nhà của cô Mười cho cô bác quý anh chị thấy. Sau đó cũng như là trao một số tiền của mạnh thường quân cho sư cô. Hôm nay thì thợ đi về hết này. Nhìn cái cánh cửa đi vào đẹp ghê á. Đó, xây cao ở trên đó một mái. Ở đây 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 là cái phần ở trong nhà của cô Mười nè, sinh hoạt đồ trong đây, nhà vệ sinh thì nằm ở ngoài. Còn bên đây là cái am cũ của sư cô. Đó, am cũ của sư cô và bên đây là cái am mới của sư cô. Đến thời điểm này cũng sắp hoàn thành rồi. Nhìn tổng thể ở bên ngoài á thì thấy cái tam bảo hôm nay đã tô xong nhưng mà chưa có ốp gạch vô hả cô ha? Dạ chưa dán gạch lên. Khi nào dán gạch thì mình sẽ quay nữa và tổng kết số tiền luôn. Thì hôm nay sư cô nói là hôm nay hôm qua mới đi huyện về nên là nữ hơi mệt. Sẵn vô đây cho cô nghỉ chút xíu. Nói đây là cái am cũ của cô. Trước đây thì mình cũng qua Bùi Hồ cũng có quay. Bùi Hồ có quay về cái am mới của cô thượng an vị Phật lên nhưng mà chưa tô xong nên cô giờ các tượng Phật qua bên đây. Đây là cái am cũ của cô nè. Và đây là các tượng Phật cô để tạm thời thì an vị ở đây. Rồi sau đó thì sẽ phần am mới xong á thì cô sẽ đem qua luôn. Đó. Ở nhìn các Phật đẹp lắm luôn. Nhìn thấy là thấy an lạc rồi. Rồi hôm nay qua đây. Cô con vô đây nghe cô. Thành có nói là dự định là bao bao ngày nữa là hoàn thành không cô? Dạ. Lên thì làm qua bên của ông Út đó, bên này nó chưa nói này làm mấy bữa này nên cô cũng chưa có biết. Dạ. Ngày mai nó làm cho ông bên bển rồi xong không biết nó có làm bên đây không, cô chưa gành nữa. Dạ. Đây là cái ngôi Tam Bảo nè. Ở hôm trước thì con lên thì cái mấy cái phần này chưa có tô và hôm nay tô xong rồi nè. Tôi giờ chỉ còn láng nghe dán gạch nữa hả? Dạ, khi nào đi điện con? Hả? Khi nào đi điện? Đường điện ở trong em mình á. Chưa, chắc dán rồi nó mới có đi quá. Dạ, mình đi điện ở ngoài ha. Ở đó tại sao mình đục ở chỗ đó con? Bị dán trên đó mình tô đó. Tô rồi nó bắt dán lên nó đặng trên cho đặng bước hành chảnh nó mấy cái tô này được nè. Con hiểu rồi. Cũng như bắt cái dặn 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 giáo dặn giáo á. Dạ cô hôm nay thấy mệt mỏi hả? Hôm qua tay cô đi tối ngày hôm qua quá chừng luôn, hôm dạ nay mệt chút. Ở đây là cái phần phòng ngủ của cô nè. Ở đây cũng gần xong rồi, chỉ còn đóng la phong ở trên đó. Đóng la phong ở trên đó. Cái phòng này thì trời còn gắn cửa vô. Này đúng là phòng chứ gì đúng là phòng nè, tô đi bơi lại nè, đâu đi dán gạch bơi lên gắn cửa vào là xong. Cái này đây là cái không gian bếp. Nhà vệ sinh đâu con? Nhưng mà đó nó chưa làm. Nhà vệ sinh thì ngoài này nhưng mà chưa làm, chỉ mới định vị 4 cục gạch ở đằng kia không con? Đó tính làm rồi đó đó. Dạ vậy làm cũng nó cũng hoàn thành chắc khoảng 10 ngày nữa hơn à. Đó là cô cũng đậu cả đó đó. Dạ, chắc con hết đậu tháng một ngày này nữa. có Phong Bụi nó có điện xuống nó nói chừng nào xong á nói với cô vui á mà chụp hình gửi lên cho con. Dạ.
cô vui nó để dáng này kia cho tóc đẹp chút đi rồi hả, ấy chứ bây giờ chưa có gì trơn rồi. Dạ hôm nay thì con cũng chưa, con nghe cô vui hay vui nó chưa có xong nên con quay thì nó cũng không có gì đâu, đợi xong không quay luôn, nhưng mà tiền của Mạnh Thường Quân mới gửi thêm đợt sau này 400 đô nên con quay để con gửi cho sư cô luôn. Dạ gửi trước cho sư cô cái khoản này đang con quay cho Mạnh Thường Quân biết tiền của Mạnh Thường Quân cúng dường á. Quay cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thấy là cái phần này nó cũng đã coi như là được 80-90%, còn đóng la phong nè, dán gạch ở bên đây là dán gạch vô nè, dán gạch ở đằng sau là bê với lại đi bê lại đó, đi bê với hả? Làm gạch ở dưới này. Ngày mai thì sẽ làm cái nhà của cái cô Mười. Thông tin với cô bác quý anh chị là của cô Mười là riêng, phần của cô Mười là riêng, phần của sư cô là độc lập hoàn toàn riêng nhau. Năm tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ thì cứ an tâm, sau này thì Bùi Hồ sẽ công bố lại. Con thì con cũng có, hôm trước thì con cũng có công bố số tiền đó, nhưng mà hôm nay con có điện của Hai Vui. Cô Hai Vui nói đi mới đi thỉnh tượng Phật về, mới đi công việc về mệt quá nên cô không có lên. Ủa tỉnh tượng Phật gì? Tượng Phật cho con. Gì hả? Dạ tớ đi tỉnh Thới cúng. Đi tỉnh Thới? Đi tỉnh Thới. Dạ thôi, nói. Con mời cô qua bên đây đi. Cô không có nói với cô. Cái số tiền cũ thì con vẫn còn giữ y nguyên ở đây. Mà không có cô Hai Vui lên là nữ là con không có, con không có công bố lại cái số tiền được hay con? Cô qua đây ngồi đi cô. Hôm gà có ăn ngủ nghe gì được không cô? Có, cô cũng ngủ được chút đỉnh. Dạ hôm trước thì con còn giữ là 33.808.000 với lại 200 đô. Và Mạnh Thường Quân ủng hộ ở đợt trước đó cô. Thì hôm nay thì cái số tiền đó con dự định là sẽ cô cháu con với cô Hai Vui coi tổng hợp lại, coi hóa đơn lại nhiêu rồi công bố luôn, nhưng mà chưa xong. Thì gần xong thì con công bố luôn. Nhưng mà có một Mạnh Thường Quân á, ở là Việt Kiều Mỹ á cô. Có tên là Thái Huệ Phương. Đó ủng hộ cho cô là 400 đô. Cô bác của anh chị thì Bùi Hồ thay mặt giữ cho cô. Hôm trước Bùi Hồ có giữ được là còn lại là 33.808.000 và 200 USD. Sau khi Bùi Hồ gửi cho sư cô Hai Vui, sau khi Bùi Hồ gửi cho cô Hai Vui là 30 triệu đồng, thì còn lại 33.808.000 và 200 USD. Hôm nay Mạnh Thường Quân là Việt Kiều Mỹ là cô Thái Huệ Phương gửi cho cô là 400 USD. Con sẽ giữ cho cô luôn nha. Rồi xong cái phần nhà rồi con sẽ công bố lần một, rồi con sẽ coi chi phí bao nhiêu hết, công bố lần một rồi con sẽ gửi cho sư cô luôn, còn lại bao nhiêu con sẽ gửi cho cô luôn. Cô bác quý anh chị thì cô sư cô Như Thiện á nói hôm nay hổm gai thì cũng thiếu một số tiền xài chi tiêu hàng ngày, thì Bùi Hồ sẽ gửi cho cô 3 triệu. Tiền hôm trước con giữ giùm đó cô. 1 triệu 2 triệu 3 triệu. Con gửi cho cô 3 triệu để chi tiêu hàng ngày ha cô. Dạ thì Bùi Hồ có giữ của sư cô là 33.808.000 đồng đó, rồi cộng 200 USD, mới nhận của sự ủng hộ thêm của Mạnh Thường Quân là Thái Huệ Phương 400 USD. Vậy tổng cộng là 33.808.000 đồng và 600 USD. Thì hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020, Bùi Hồ có gửi lại cho sư cô 3 triệu đồng để chi tiêu cuộc sống hàng ngày, còn giữ lại là 30.808.000 đồng và 600 USD. Đó là anh Thái Hoài Phương nhà gửi cho ủng hộ cúng dường cho sư cô. Cô có lời nói không cô? Vậy thôi, cũng cảm ơn vị cậu như vậy. Thái Hoài Phương. Hoài Phương. Huệ Phương. Dạ. Ủng hộ cho cô thôi, cô cũng cảm ơn cậu để giúp đỡ cho cô được số tiền. Vậy cô cũng cảm ơn nhiều. Và Bùi Hồ đến đây cũng hết lòng để lo cho cô. Mà được cái ngâu gì á, cô rất vui mừng. Dạ. Con là giữ cái này là thay mặt giữ cho cô á, để là con chi cái hóa đơn sau này. Chứ con không có
ấy để cho cô nó thoải mái. Con giữ sau này xong là coi cô hay vui á, là còn lại bao nhiêu tiền, rồi hóa đơn là bao nhiêu, rồi chi là bao nhiêu, chi một lần một. Đó, con giữ cho cô là lý do là sợ thiếu tiền tiền vật tư á cô. Thì con coi lại đi, rồi sau này còn cái số tiền của cô thì bao nhiêu dư thì con sẽ gửi cho cô trả nợ luôn nha. Và một lần nữa cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân, Thái Hoài Phương là Việt Kiều Mỹ đã ủng hộ cho sư cô Như Thiện. Dạ xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.